Hello mọi người, Hương đang ở ngoài cái Sitsen ở ngoài côn đảo đó. Thì đây là cái bể bơi nè. Thì giờ này Hương đang ở ngoài đây là ngày 13 tháng 4 năm 2020, đúng không? 21 năm 2021. Thì là giờ này đang là khuya nha. Thì đây, cái da trời chết mẻ, đang là ở ngoài hồ bơi đó. Thì Hương quay cái video này là Hương muốn nói nha, tất cả những ai là khách hàng của Hương, nếu như mấy chị cần xin cái lọc ngoài cô Sáu thì ngày mai, tối mai là đích thân Hương sẽ đi ra ngoài cô Sáu để cúng và xin cái lọc cho mọi người. Thì nếu như mọi người coi được cái video này của Hương ở trên YouTube, mọi người hãy comment lại giùm Hương họ tên, ngày tháng năm sinh để mà Hương sẽ in ra và ngày mai Hương ra cô Hương sẽ cúng. Cũng như đợt này Hương đi là Hương có cúng cái dòng này, gọi là dòng tài lộc nè, 450.000 một vòng. Thì cái vòng này khi mấy chị đeo nó trợ về cung làm ăn, cho mấy chị được cái may mắn, cho mấy chị được cái tiền. Thì có lẽ cái video này Hương sẽ post lên vào lúc 12 giờ đêm của ngày 13 tây tháng 4 để cho mấy chị được xem ha. Thì cho tới tối ngày mai khi mà 10 giờ đêm là Hương sẽ chốt danh sách. Chốt danh sách là chốt tất cả những danh sách mà ai có comment, kể cả mấy chị không mua hàng của Hương, nếu như mấy chị cần xin cái lọc ở cô thì mấy chị cứ comment giùm Hương. Nhớ comment đầy đủ giùm Hương họ tên, ngày tháng năm sinh, và ngày mai Hương sẽ dâng cúng cô rất nhiều nước suối và đem cái nước suối đó đem về nhà của Hương cho khách hàng tới mua. Thì mấy chị mới cũng biết được là giống như là tiền vô như nước á. Đó là lý do tại sao mà đi cúng ngoài cô là người ta thường hay kêu mình là phải là giống như là cúng nước để cho nó có cái lọc. Thì đó là cái lý do mà Hương sẽ cúng nước ha. Thì mấy chị cứ tới nhà Hương mua hàng mấy chị cũng được. Và mấy chị đừng quên nha, đừng quên comment giùm Hương họ tên, ngày tháng năm sinh để cho mấy chị có được cái lọc. Và mong cho những ai xem cái video này của Hương có được một cái năm mấy chị làm ăn dồi dào sức khỏe, tài lộc được như ý, và cho mấy chị một cái vận may cực kỳ nhiều luôn. Hương cũng mong là những ai đang xem livestream này của Hương nè, nếu mình là khách của Hương hoặc là không phải khách của Hương, mấy chị cũng comment xin lọc đi, tại vì mấy chị cũng sẽ không mất một cái phí gì. Còn nếu như chị nào muốn thỉnh cái dòng tài lộc này mà Hương đang đeo trên tay nè, thì nó có giá là 450.000, thì mấy chị cứ comment số điện thoại. Còn với những người xin lọc miễn phí, mấy chị chỉ cần comment giùm Hương họ tên, ngày tháng năm sinh là được. 12 chưa? 12 chưa chồng? 2 phút rồi. Tại vì cái video này đó em quay nó sẽ rất là dài luôn, quay nó tầm khoảng 10-12 phút, cho nên là bây giờ dắt mọi người tham quan đây nha, chứ biết quay gì bây giờ. Cho mọi người tham quan coi em bơi đi. Cái video này có thể là nó không được đẹp lắm, tại vì là không có mà dàn dựng một cái gì hết. Tại vì cái này là chồng Hương đang quay cho Hương, chứ không có dàn dựng hay là làm gì hết. Cái này là quay một cái mà gọi là tự nhiên, mà gọi là chân thật nhất luôn á mấy chị. Rồi bây giờ sẵn đang live stream, giờ Hương nhắc lại lần nữa nha, mấy chị nào cần xin lọc thì mấy chị sẽ không có tốn phí một cái gì hết. Mấy chị chỉ việc comment giùm Hương họ tên, ngày tháng năm sinh của mấy chị, thì ngày mai Hương ra cô Hương sẽ cúng cũng như là dâng cái lọc, xin cái lọc cho mấy chị. Còn nếu chị nào đang mong muốn có tài lộc nhiều, đang mong muốn có tiền, thì mấy chị hãy thỉnh cái vòng tài lộc mà Hương đang đeo trên tay này. Tại vì nó chỉ có 450.000 một vòng vậy, thì khi mấy chị đeo nè, nó sẽ giúp cho mấy chị có tiền rất nhiều nha. Tại vì Hương chỉ đem ra được có 10 vòng để cúng ngoài cô thôi, cho nên là chị nào thích đó, thì mấy chị nhanh tay comment số điện thoại, nhân viên Hương sẽ gọi cho mấy chị để mà chốt được cái vòng này. Tại vì số lượng nó không có nhiều. Mấy chị thấy cái view này đẹp không? Rất là đẹp. Hương chắc chắn là sẽ có một cái video để mà quay toàn cảnh ở đây về ban ngày cho mấy chị nè, cũng như cái cách phục vụ ở đây, cũng như cái hồ bơi ở đây, cái bãi biển ở đây, và những cái gì mà gọi là đẹp lắm. Chồng quay thử một vòng cho mọi người coi đi. Đẹp lắm mấy chị. Thấy không mấy chị? Rất đẹp. Về đêm là đẹp cực kỳ luôn. Em nói thiệt với mấy chị là em rất là thích, tại vì trời nó đẹp lắm mấy chị ơi. Ước mơ của em là em sẽ mua được một cái nhà bự gì nè mấy chị, để vừa làm phòng ngủ, phòng ăn, phòng ở, và cũng là một cái view hồ bơi như vậy. Mà ước mơ chỉ là ước mơ thôi, không biết chừng nào mới mua được một cái nơi mà có cái hồ bơi rộng như vậy. Bề ngang này chắc phải 30-40 mét.
Bạn ngang từ đó qua đây 30 mét không? 30 mét. Nó rộng lắm mấy chị. Cái này mà nếu mà mình mua đất ở Sài Gòn nó sẽ rất là mắc, chứ nó không rẻ đâu. Lạnh quá. Cho nên mấy chị ơi, coi livestream này nhớ nha, ai thương Hương thì cứ đăng ký theo dõi. Và Hương thường hay livestream bên trang Gon Comentit á mấy chị. Thường hay livestream bên trang Gon Comentit. Cho nên mấy chị mà có coi livestream, mấy chị nhớ là coi bên trang Gon Comentit nha. Số Zalo của Hương là số 0933373831. Mấy chị kết bạn Zalo để mà không có bị mà mua hàng giả mạo nha. Ngày mai đó là em sẽ quay ở đây thêm một cái cảnh ban ngày để cho mấy chị cùng coi, để biết được là nó đẹp như thế nào. Đẹp quá hả chồng? Ủa cái đèn ngồi bên này nó tự chiếu hả chồng? Đó. Mấy chị nào mà kiểu như mình khổ sở quá, mấy chị không có được may mắn trong cuộc sống á, mấy chị thử giống như Hương, mấy chị thử tìm hiểu về phép Thái Lan. Nó sẽ cho mấy chị rất nhiều cái vận may. Cái ngón tay của chồng đang che cái camera. Nó sẽ cho mấy chị rất nhiều vận may. Tại vì bản thân Hương nha, là một cái người ngày xưa Hương không có cái gì hết. Này là tâm sự thiệt lòng. Mà cho tới bây giờ Hương có được, nói chung là không có phải là gọi là giàu quá, nhưng mà cũng có thể cho Hương ngồi vé máy bay hạng thương gia, hoặc là ăn uống ở những cái nhà hàng sang trọng. Hoặc là ví dụ như mấy chị thấy không, em ra Côn Đảo hiện tại bây giờ em vẫn ở là Sít Sen, là cái nơi mà gọi là đắt đỏ bậc nhất ở Côn Đảo luôn đó. Mấy chị cũng có thể thấy được, tuy là cái cuộc sống của em nó không phải gọi là giàu có quá như những người nổi tiếng, nhưng mà ít ra em đủ ăn đủ mặc, hoặc là em có thể giúp đỡ được những người khó khăn, em lo cho con em, hoặc là em tạo được cuộc sống cho nhân viên của em. Cho nên nếu như mấy chị nào đang làm ăn về bất cứ cái ngành nghề gì, mấy chị có thể nghe lời em, mấy chị thỉnh giùm em một cái combo này. Nó gọi là combo làm ăn, nó chỉ có 200 ngàn thôi. Nhưng mà khi mấy chị thỉnh được cái combo này nha, em dám nói với mấy chị luôn, cuộc đời mấy chị sẽ lên và mấy chị làm ăn rất là được. Tại vì bản thân em ngày xưa, khi mà em chưa có một cái gì trong tay, em biết về phép Thái là em cũng đầu tiên đi vô là cũng là cái combo này. Tại vì combo này có mẹ nè, có túi ướt nè, có hồ lô hút tiền. Và đặc biệt nó rất là cháy hàng ở bên em. Chị nào muốn đặt thì mình cứ comment số điện thoại. Còn những chị nào cần em xin lọc cho mấy chị miễn phí ở ngoài cô, thì em sẽ dâng tên của mấy chị lên để mà xin lọc cho mấy chị. Thì mấy chị chỉ việc comment giùm em họ tên, ngày tháng năm sinh. Còn chị nào muốn thỉnh hàng bên em thì mấy chị để số điện thoại là nhân viên em sẽ gọi. Có rất nhiều người, người ta nợ nần nhiều, người ta tài lộc không có, vận may không có, họ giữ tiền không được. Mà mấy chị có tin không? Chỉ với một chiếc nhẫn kim tiền đơn giản như trên tay em đang đeo nè, 170 ngàn. Mà khách em giữ được tiền, khách em á, gọi là giống như là họ trả được nợ. Và trên cái cung nợ của họ, họ không có còn nợ nữa. Và cái đường đời của họ may mắn cực kỳ. Cho nên mấy chị nào mà mình chưa từng biết phép Thái thì mấy chị cũng nên tìm hiểu. Tại vì cái gì cũng vậy, khi nó cho mấy chị được cái tài lộc, nó cho mình được cái vận may, nó cho mấy chị được cơ tiền, thì em nghĩ không có một cái việc gì mấy chị phải từ chối hết. Trời ơi, giờ này 12 giờ đêm rồi đó, mà em ngâm mình em quay clip cho mấy chị xong ngày mai chắc em cảm luôn quá à. Nước này có cảm đâu. Hả? Nước này má ấm. Chị chồng xuống tắm với em đi. Tắm rồi. Nước này lạnh không? Không. Sao vậy? Nước này nước biển rồi. Nước biển nó không lạnh hả? À, hồ bơi đi đẹp quá. Biển. Em quay cái clip này chắc khoảng 12, 13 phút là em ngưng. Tại vì em lạnh quá. Bao nhiêu phút rồi? 9. Hả? 9. 9 phút rồi. Okay. Mấy chị coi em bơi cũng được. Cái gì? Bơi. Em có biết bơi đâu bơi. Em đâu có biết bơi đâu. Em có biết bơi, em chỉ biết quay clip rồi chơi chơi. Bơi giọng. Mấy chị ơi, coi video đừng quên nha. Đừng quên gì? Đừng quên comment họ tên, để ngày mai em ra cô Sáu em xin lọc cho mấy chị.
đừng quên comment họ tên. Có nhiều chị comment họ tên không cũng được, phải comment họ tên, ngày tháng năm sinh thì mới xin lọc được. Chứ mình comment họ tên không em cũng xin lọc được, mà mấy chị comment năm sinh không em cũng không xin lọc được. Mấy chị phải comment đủ giùm em là họ tên và ngày tháng năm sinh của mấy chị thì em mới có thể xin lọc được. Cái con đó con gì hả? Cậu cào. Ghê vậy? Cắn không? Hả? Nó cắn không? Cắn như là chết liền á. Anh xạo cái vũ nuốt nước đi nhờ. Cho nên mấy chị đặt hàng á thì mấy chị comment. Còn mấy chị không đặt hàng mà mấy chị muốn xin lọc thì mấy chị cũng comment luôn. Chờ giờ em quay cho mấy chị xong em còn clip TikTok nữa đó. Là em mới được đi lên đó. Rồi thôi tắt đi, bye bye mấy chị nha. Nhớ comment họ tên giùm em.